Bố. Hả? Con bảo này, con chẳng thích cái anh cún kia đâu. Thế con làm gì cũng sân si, mồm nói nhiều. Còn ở dưới quê nữa, trông bình bình ấy, con chẳng thích chơi với người nhà quê đâu. Ôi giời ơi, nhà mình cũng bắt nguồn từ quê mà. Ôi đâu rồi? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? À, đứng lại cái thằng kia. Mày này Hằng, con có biết ngày mai là ngày mừng thọ của ông nội không? Đứng lại ta. Thoát được đâu con chạy ạ. Mày. Này Hằng, con có nghe bố nói gì không? Con có chứ à. Con chơi nhưng mà tai con vẫn nghe mà. Bố bảo là tí đi mua gà rán cho bố gì. Tí con đi mua gà rán cho bố nhá. Hay, con mấy cái, bỏ cái điện thoại xuống, nghe bố nói đây. À, có việc gì à bố? Ngày mai là ngày mừng thọ của ông nội, có tất cả anh chị em trên thế giới về nhà mình, có cả anh cún ở dưới quê lên đấy. Tí con nhớ đi đón anh cún nhá. Ôi, nhưng mà bố ơi, trời thì nắng thế này, còn không đi đón đâu. Mà con sợ ra nắng lắm, trông phải đen giống như bố ấy. Đen có cái gì đâu, người ta đen quyến rũ huyền bí, hòa nhà ta người đen. Tự nhiên có con trắng tợt này, bố này nghi ngờ lắm ấy nhá. Thôi, chuyện này để mai bố điều tra sau. Bây giờ bố đi đón anh cún đã. Vâng ạ. Hằng ơi, ra đây bố bảo. Bố đón anh cún từ quê về đây. À, con dẫn anh cún lên phòng. Bố đi ra có việc một tí, thì bố về. Chào em nhá. Anh là anh cún bê lê đây. Anh mới ở dưới quê lên. Biết rồi. Thế em còn nhớ anh không? Hồi bé em ở quê lên ấy, anh đưa em đi tắm suối suốt mà. Ẹo, đấy là hồi xưa rồi, bây giờ em không thèm. Ồ, em xem cái gì mà hay thế? Ừ, em bật siêu to khổng lồ đi. Anh thích xem siêu to khổng lồ lắm. Với cả đi bơi nữa. À, em xem tem trẻ trâu hái chuối đấy. Anh thấy bọn nó hay đi bơi lắm. Anh thích tắm suối. Ui, đúng rồi, xem cái này, thái chuối này. Thôi để anh ấn thôi nhá. Đây cái này. À, đúng rồi. À, phiền. Ui ôi, mày em ơi, đây là cái điện thoại gì mà kỳ lạ đấy. Anh lần đầu tiên được nhìn thấy luôn. Trời ơi, cái điện thoại này mà anh cũng không biết á. Không, điện thoại này là điện thoại đời mới nhất đây. Của bố em đấy. Ồ thế hả? Thế anh không biết. Wow. Có thế mà cũng không biết, đúng là đồ nhà quê. À, đây, xem cái này. Xem cái này. Anh đi ra chỗ khác đi. Phiền phức. À em ơi, anh bảo cái này. Bực cá mình, chơi quán game đã bực. Mà này em Hằng ơi, anh bổ cái này. Anh ở dưới quê lên, anh cầm ít quà cho em. Đây, đây nha. Đây. Đây là nửa quả bí. Hôm qua anh ăn thấy ngon lắm. Thế là anh chỉ ăn một nửa thôi. Còn một nửa anh để ra anh cầm. Anh biếu em. Đây. Yêu. Đây bí. Nửa quả bí mà cũng mang lên ấy. Bí que hơi bị ngon đây. Em không thèm. Ở trên này đầy đồ ngon. Ai thèm ăn với quả bí. Thôi em cứ cầm lấy đi. Anh còn một món quà nữa đây. Chắc chắn món này em cũng thích ăn món này. Anh cũng thích ăn món này. Này, dứa ngon đấy, em ăn đi. Eo, quả dưới bị thủng. Ờ, quê anh ý không hôn nốt trừ sâu ấy. Nên sâu bọt là ăn vào là chuyện bình thường mà. Có mười tí, ăn vẫn ngon lắm. Này, không tiêm. Ờ, đồ ở quê ngon mà. Đừng có mà đi theo em nữa. Đúng cái đồ nhà quê. Ờ, em Hằng làm sao đấy nhỉ? Không hiểu được luôn. Bố. Hả? Con bảo này, con chẳng thích cái anh cún kia đâu. Thế con làm gì cũng sân si, mồm nói nhiều, suốt ngày nói thôi. Thế con làm gì cũng sấn vào, chỉ trò ghét thế không biết được ấy. Mà thấy nhà mình có cái đồ gì cũng sờ, con chẳng thích tí nào, con không thích ai động vào đồ của con hết. Còn ở dưới quê nữa, trông bình bình ấy, con chẳng thích chơi với người nhà quê đâu. Ôi giời ơi, nhà mình cũng bắt nguồn từ quê mà. Ôi đâu rồi? Ây da, con mới chẳng cái. Good. Hello. À, em Vin. Đi ra. No. Ơ, sao đây em Vin? No.
My name is Vịt Donut. Vịt Donut? Yes. À, chắc là em này mới đổi tên, đúng là từ Mỹ về hoặc khác. Ê, nhà chị đây này, vào nhà chị chơi đi. Hả? Where? Đây á. Nhà gì mà xấu thế này? Mẹ còn như cái ổ chuột nữa, ở làm sao được? Đi ra. No. Đi ra. No. Tại thế nhở? Từ khi sang Mỹ về mà không cho mình động vào người nữa cơ. Ngày trước chơi thân với nhau lắm mà. Ơ, à, chị Vịt đi đâu rồi ấy nhở? Bảo mình lấy nước cho chị đấy, xong lấy ra chẳng thấy đâu nữa. Alo, Khanh ở Thư à? Ừ, tao về Việt Nam rồi. Tao đang ở nhà cái cô chị hàng hóng hớt này. Eo ơi, nhà ở thành phố thì mà bé tí đi, lại còn xấu nữa, như nhà quê ấy mày ạ. Mà cái cô chị hàng hóng hớt này cứ đéo đéo theo tao thôi mày ạ. Ghét lắm ấy. Thấy tao giàu xong rồi bâu vào, đúng là đồ nhà quê. Thôi nhá, tao chuẩn bị bay về Mỹ làm ô xin tiếp đây. Ở bên này nóng bức chật chội á, về bên đấy làm ô xin còn sướng hơn. Chê mình nhà quê á? Đáng ghét, mình phải đi mách bố. Thành phố thì mà ghế đều đều này. Wi-Fi thì ra tận ngoài đây ngồi mới bắt được wi-fi. Đúng là đồ nhà quê. À, cái thằng này, mày chạy đâu con trai? Úi dồi ôi, mày này, trốn này, mày này. Bố, con cái bảo gì, cái gì, bố đang có bắt, mày cứ nói đi. Mày chạy. Tông. À, con nói gì, con nói đi. Bố ơi, cái em Vịt Donut ở bên Mỹ, em chê con nhà quê. Mà rõ ràng nhà mình ở thành phố mà. Em đi cậy, em ở bang California. Em đấy em bảo con nhà quê bố ạ. Con bảo nhà mình ít tầng nữa bố ạ. Em mới cậy nhà em 20 tầng liền. Mà xong là Tàn nói xì xà xì xồ thôi, con chẳng hiểu gì cả. Mà rõ ràng con rủ đi chơi mà cũng không đi ấy. Bảo là nhà mình nghèo chẳng có đồ gì cả. Giống như cái ổ chuột ở bên kia thôi bố ạ. Bố phải lấy lại công bằng cho con đi. Đấy, lúc con chê anh Cún cũng buồn như con bây giờ đấy. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh sống khác nhau, không ai giống ai cả. Con không nên so sánh, khinh thường người khác. Con hãy cứ sống tốt với mọi người là được. Cảm ơn ạ, con biết rồi ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.